Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tin nóng của bài điện ngữ đã cho tự do với những nội dung chính sau đây. Thưa quý vị, khu trục hạm USS Benfold của Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 7 đi vào vùng biển quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông để tiến hành tuần tra tự do hàng hải. Theo thông cáo của Hải quân Hoa Kỳ, thì hoạt động này của khu trục hạm USS Benfold phù hợp với luật pháp quốc tế cụ thể đó là chiếu theo công ước Liên hiệp quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS 1982. Hải quân Hoa Kỳ cho rằng việc thực hiện hoạt động đi qua vô hại mà không thông báo trước hoặc xin phép nước có tuyên bố chủ quyền cho thấy Washington thách thức những giới hạn phi pháp mà các nước đưa ra. Hoa Kỳ chứng tỏ những vùng biển mà chiến hạm đi qua nằm ngoài vùng lãnh hải mà Trung Quốc tuyên bố một cách phi pháp. Ngoài ra đường cơ sở thẳng mà Bắc Kinh vạch ra ở Hoàng Sa là trái với luật pháp quốc tế. Ngay trong ngày 12 tháng 7, quân đội Trung Quốc ra thông cáo cho rằng đã đuổi chiến hạm Hoa Kỳ ra khỏi vùng biển Hoàng Sa. Theo đó, phía Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt ngay những hành động bị cho là khiêu khích như thế. Ngày 12 tháng 7 năm 2021, đánh dấu đúng 5 năm phán quyết mà Tòa trọng tài thường trực quốc tế BCA ở La Hay tuyên bố đối với đường Đức Khúc Chiến đoạn do Trung Quốc tự vạch ra ở Biển Đông. Theo tòa, thì đường Đức Húc 9 đoạn này không có căn cứ cả về pháp lý và về, về mặt lịch sử. Vụ kiện do phía Philippines đứng đơn Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng vào ngày 12 tháng 7 năm 2021 khi được báo chí đề nghị cho biết bình luận của chính phủ Hà Nội nhân kỷ niệm 5 năm tòa trọng tài ra phán quyết vừa nêu, trả lời rằng Việt Nam luôn ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp về chủ quyền quyền chủ quyền và quyền tài phán ở biển Đông thông qua các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa dùng vũ lực và bằng các giải pháp biện pháp hòa bình phù hợp với hiến chương Liên hiệp quốc và UNCLOS 1982. Phía Bộ ngoại giao Hoa Kỳ trong thông cáo báo chí đưa ra ngày 11 tháng 7 năm 2021, Bộ trưởng Anthony Blinken nhắc lại, phán quyết vừa nêu mang tính đồng thuận mạnh mẽ bác bỏ những tuyên bố chủ quyền biển mở rộng của Trung Quốc tại biển Đông. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp tục lây lan nhanh, hai thành phố lớn nhất của Việt Nam là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội hôm 12 tháng 7 đã phải đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt bao gồm tăng thời gian cách ly đối với người về từ Thành phố Hồ Chí Minh và đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu ở Hà Nội. Vào ngày 12 tháng 7, Bộ Y tế đã có công văn điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh về tất cả 62 tỉnh thành khác trong cả nước từ 7 ngày lên 14 ngày tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Ngoài ra, những người này còn phải chịu lấy xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly tại nhà. Tại Hà Nội, lãnh đạo thành phố vào trưa ngày 12 tháng 7 đã có công văn tạm dừng tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như cắt tóc, gội đầu, hàng quán ăn tại chỗ bắt đầu từ 0 giờ ngày 13 tháng 7. Thành phố cũng yêu cầu dừng triệt để hoạt động vui chơi thể dục, tụ tập đông người tại công viên và địa điểm công cộng. Chủ tịch thành phố Hà Nội cũng ra công an thành phố chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn và thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An ngày 11 tháng 7 cho báo chí trong nước biết tỉnh này đã yêu cầu tất cả các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải ngừng hoạt động từ 0 giờ ngày 12 tháng 7. Riêng đối với các công ty đã có các ca F0 và F1 thì phải dừng hoạt động ngay lập tức khác. Các trường hợp đặc biệt vì nhiệm vụ phòng chống thiên tai, an ninh quốc phòng và các tình huống khẩn cấp khác cần báo chủ tịch tỉnh để xin ý kiến. Các công ty thành viên của tập đoàn LG đang hoạt động tại Việt Nam vẫn chưa nhận được bất kỳ liều vaccine COVID-19 nào, mặc dù đã tài trợ hơn 1 triệu đô la vào quỹ vaccine của Việt Nam. Thông tin trên được hãng tin The Korea Herald đưa tin hôm 12 tháng 7. The Korea Hero trích dẫn các báo cáo cho biết nhân viên của công ty LG đang làm việc tại các nhà máy thiết bị gia dụng ở thành phố hải phòng chưa nhận được bất kỳ liều vaccine nào trong khi tập đoàn mẹ đã đóng góp gần một triệu rưỡi đô la vào quỹ vaccine của việt nam điều này được tờ The Korea Hero dẫn cho là trái ngược với các tập đoàn khác của hàn quốc có đóng góp tương tự nhưng đến thời điểm này đã nhận đủ vaccine để tiêm mũi đầu tiên cho hàng nghìn nhân viên của họ Cụ thể, Samsung với mức tài trợ cho quỹ là 2,8 triệu đô la đã được cung cấp vaccine COVID-19 đủ để hoàn thành đợt tiêm chủng đầu tiên cho khoảng 32.500 nhân viên. CJ cũng đã nhận đủ vaccine để tiêm những mũi đầu tiên cho 2.000 nhân viên. Trong khi đó, tập đoàn LG đã đóng góp gần 1,4 triệu đô la cho chính quyền tỉnh Hải Phòng. Nhưng đến nay, trên 21.000 nhân viên làm việc tại các nhà máy LG tại Hải Phòng vẫn chưa được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Mặc dù số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày vẫn ở mức thấp tại Hải Phòng, nhưng theo một quan chức của tập đoàn LG nói với The Korea Herald, việc tiêm phòng nhanh chóng là rất quan trọng đối với công ty, vì nếu một nhân viên bị nhiễm bệnh có thể dẫn đến việc đóng cửa toàn bộ nhà máy tại ba chi nhánh của LG là LG Electronics, LG Display và LG Innotech. Được biết, Tuần trước, đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park nok đã gặp chính quyền tại Hải Phòng để yêu cầu hỗ trợ vắc xin cho tập đoàn này. Trong một diễn biến khác, chính phủ Việt Nam hôm 12 tháng 7 đã đồng ý để tập đoàn TNT đàm phán mua 40 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V của Nga. Thông tin được đăng trên tờ Zing.vn cho hay, kinh phí cho việc mua 40 triệu liều vaccine của Nga không sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và quỹ vaccine mà do tập đoàn TNT huy động bằng nguồn kinh phí hợp pháp vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay cảm ơn phần theo dõi của quý vị hẹn gặp lại quý vị trong chương trình điểm tin ngày mai cũng ngay trên kênh youtube và facebook của bài việt ngữ đã cho tự do xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an